Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, Thuần Phong, chồng của Lan Viên làm việc trong nội đô Sài Gòn, rồi được cử sang Pháp theo học ngành tình báo. Phong sang đó được vài năm thì lấy vợ Tây, rồi có con và không về Việt Nam nữa. Lan Viên không hề hay biết chuyện đó, cô vẫn đi tìm chồng trong vô vọng. Trong khi đi tìm tung tích của chồng, thì tình cờ Lan Viên gặp Lệ Diễm, người bạn thân học cùng trường Đồng Khánh ngày xưa lệ diễm có anh trai là vũ san người thầm yêu lan viên từ khi còn đi học nhưng vì lan viên yêu vũ hùng nên vũ san đành lẻ bóng tuy nhiên khi biết chuyện thuần phong đã có vợ bên pháp và không về việt nam nữa thì lan viên đã đồng ý lấy vũ san làm chồng tám năm thực hiện khoa học chính trị ở trại tù nước vàng đức vĩnh đã được thả tự do thời gian trong tù Đức Vĩnh luôn được Đức Hàm, Lan Viên và Vũ Hùng thường xuyên tới thăm, nên phần nào anh cũng biết được những người ở nhà đang sống như thế nào. Đức Hàm, sau khi bị sai phạm khi triển khai phong trào hợp tác xã, nên đã bị mất chức bí thư tỉnh ủy Thanh Đô. Đức Hàm không làm việc ở đó nữa, mà chuyển sang công việc nghiên cứu thuộc Ban Nông nghiệp Trung ương. Cuộc sống của một người viên chức thời tem phiếu phần nào cũng no đủ bây giờ qua giọng đọc của vân anh mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết cuồng phong của nhà văn nguyễn phan hách cầu đá qua tàu khê Cổng trung môn đã sập Chỉ còn tiền môn tiêu vẹo Mới có vài chục năm Người vẫn còn đây Nhưng cảnh đã biến cài tang thương Lan viên bồi hồi ký ức tuổi thơ Nàng tự trách mình bỏ quên quê hương Cũng tại quê hương đã làm nàng khiếp vía trong cải cách Lan Viên mới từ Sài Gòn ra chiều qua, từ sân bay nội bài, nàng theo đường tắt về thẳng Thạch Sa Trang dọn dẹp để đón Đức Vĩnh Đức Hàm Vũ Hùng chính thức về hội ngộ trong nhà thờ tổ, nhân dịp Vĩnh được trở lại làm người tự do. Lan Viên bước xuống bến đá hồ sen, nước trong vắt mênh mông, nắng rực rỡ. Nàng muốn tắm một cái bên bến đá này và giật tấm áo lụa bằng cách vỗ bồng bộp và rũ dưới nước hồ nàng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ vẫn còn trẻ thì phải tấm thân nõn nà đầy đặn nắng lặn vào sáng trưng múc nước trong cáo sùa nàng dội xuống đôi vai trần bịn màng và đôi cú trắng tứ nàng thưởng thức cảm giác bâng khuâng hoài niệm tuổi thiếu nữ trong không gian thạch xa trang ngày trước hồ sen này đã bao lần nàng cùng thằng ở vũ hùng chèo thuyền nan đi thả trà trong lòng từng bông hoa lấy dây buộc cánh trụm lại sáng sau lấy trà ra trà đem theo hương nhụy sen tòa ngạt ngào trong chén sứ quan nghè đau đáu việc nước giúp ông một phút thư giãn nước hồ vẫn trong như thuở trước mà đời người đã quá đổi thay mặt hồ vẫn phẳng lặng, mặt đời người đã đầy bão sông. Không thể lấy lại được những năm tháng trong trèo hồn nhiên nữa. Nước đục thì có thể đánh phèn trong, còn đời người khi đã bị nhuộm màu không trở về sắc cũ. Lan viên mở những cánh cửa bức bàn bằng gỗ lim nặng trịch. Tiếng cỏ cốt két, cối quay nhẫn mòn. Ngôi nhà không người, lưu niên mùi ẩm mốc nàng phải vun một đống lá vàng đốt lửa hun khói để lấy không khí ấm cúng. Taxi từ tỉnh lỵ Thanh Đô về đến Thạch Sa Trang vào non trưa. Lan viên khóc hôm sửa sai hàm từ Hà Nội về bao nhiêu thì hôm nay cũng như thế. Nàng cực cội thương cho số phận gia đình Nguyễn Đức, thương thân mình, thương những cảnh ngộ éo le. Thôi, hôm nay là ngày vui, hãy quên hết tất cả mọi thứ, hôm nay hãy trở về hồn nhiên nguyên sơ như mấy chục năm trước. Vũ Hùng nói, nào, xem em đã chuẩn bị được những gì cho bữa tiệc hội ngộ hôm nay. Hùng thấy cần phải tếu téo, téo bông phèn, không thể sướt mướt mãi được. Hương nến được thắp trên ban thờ tổ, mùi trầm ngan ngát, ánh mắt nghiêm đường như là sự hiện hiện của người đã khuất. Ông nhìn thẳng vào Đức Vĩnh, người con cả, không trách con đi ngược lại chí hướng của cha, của cụ cố cả cổ. Thôi, giờ còn trách gì nữa, chỉ có tình huyết thống thiêng liêng. Có thể người đã chết, không hẳn là biến mất hết tất cả. Đức Vĩnh cảm nhận rất rõ như có linh hồn người cha về ngự nơi đây, gần gũi lắm. Bây giờ ông mới thấy giật mình. Đúng là từ lúc còn đang học trong trường Ambesaro, ông đã không theo chí hướng của cha, trong thâm tâm ông luôn thấy cha là dại dột. Ông càng kinh ngạc khi thấy Hàm cũng điên giống cha, cũng lại đi theo con đường chống cường quyền bạo lực. Thế mới biết trên đời này bao giờ cũng có hai cực đối lập, cùng huyết thống cha con, cùng máu mủ anh em mà đã là hai cực rồi. Với ông, không thể có chân lý ở đời này, bạo lực là chân lý, tiền bạc là chân lý với ông không có đúng sai mà chỉ có lợi thiệt. Ông ra làm quan huyện quyền cao chức trọng, lương cao bổng hậu, vợ đẹp con khôn, chứ không dại gì đem thân đi đầy côn đảo như cha. Ông phải học xong có đủ bằng cấp vào đời, chứ không bỏ sở sang không bằng cấp như hàm. Khôn như thế, ăn chắc như thế, vậy mà hậu vận lại chẳng ra gì. Tám năm tù đầy khủng khiếp nơi rừng xanh núi đỏ, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Tưởng mất xác ấy chứ. Con người ta là cái gì? Đức Vĩnh tự hỏi. Những ngày buồn trong tù Vĩnh hay làm thơ, chấp vần về những ý nghĩ của mình. Ai sinh ra đất ra trời, ta sinh ra kiếp con người làm chi? Cuộc đời có lý cực kỳ, nhưng mà phi lý cũng thì tương đương sắc không ấy vốn lẽ thường khát khao cùng với chán trường ngang nhau sướng vui liền với khổ đau mò tìm chân lý biển sâu dặm dài sợ thay cái kiếp làm người nhưng giờ nhân thế đồng thời sợ hơn dòng sông cuộc sống dâng tràn ta con cái nhỏ trong làn nước xanh bao nhiêu là thác là gành thân ta sầy vầy sơ vành gột vây Đức Vĩnh mon men đến triết lý. Cuộc đời nghĩ cho cùng thật vô nghĩa. Bước đầu vào đời vô thức, hăm hở sống, phấn đấu vươn lên, dành danh lợi đời thường. Bị cho một quà, tám năm đi đầy mới giật mình phàn biện cuộc đời. Không gian thạch ra trang làm Đức Vĩnh lại thấy mình như con cá từ vũng bùn đục ngầu trở lại dòng nước quần trong vắt. Những hồi ức thổn thức ông đã quá quen với lối chấp vần của phong trào thơ mới 1932-1945. hồi ở Anbesaro, chàng thanh niên Đức vĩnh thỉnh thoảng có viết, nhưng viết để chơi. người có tư duy làm quan khao khát làm quan, đâu còn tâm huyết văn chương. tự nhiên bây giờ sau những nếm trải cuộc đời, vĩnh lại muốn sử dụng phương tiện của thơ mới để nói lên ý nghĩ của mình trong những ngày ở Thạch Gia Trang ngõ cũ nhà xưa người trở lại tuổi thơ đã mất với diều bay chập chờn bóng mẹ bên song cửa tháng ba nắng mới chợt dâng đầy nỗi buồn hiện tại thương quá vãng tiếng gà chưa gáy giọng thùa nào ngắt chiếc lá vườn xanh ứa nhựa cuộc đời trôi vút giấc chiêm bao Vĩnh chợt nhớ những bài thơ buồn của Khuất Nguyên làm khi bị thất sủng, phát triển hơi hướng ấy ông viết trăng xuông nằm khảnh diệu say chim oanh đánh thức giấc dài ban mai cuộc đời có thế thôi sao thế mà cứ phải đớn đau với đời mong manh ảo thực mà thôi bao nhiêu thì cũng sẽ rồi hư vô vèo bay một giấc mộng mơ sương mai trên cò tan xa nắng vàng hùng hàm lan viên nghe ông đọc thơ Bốn người ngồi quanh bàn trong vườn cổ thụ thạch sa trang trầm ngâm. Buồn cười, sau những tháng năm quay tít mù trong vòng quay cuộc sống, bây giờ lại là lúc ngồi nghe nhau ngâm ngợi triết lý cuộc đời. Vĩnh nói hộ tâm trạng của cả ba người kia, rốt cuộc hai phe khác nhau như nước với lửa trong suốt cuộc đời, bây giờ lại cùng chung một ý nghĩ. Theo ý muốn của Vĩnh, Vĩnh và Hùng cải trang thành hai ông già về lại phủ đường Thuận An xưa tham quan. Hàm và Viên không có kỷ niệm gì ở đấy không tham gia. Huyện đường vẫn còn dáng nét ngày xưa, thời chi huyện Đức Nguyên chỉ đạo xây dựng. Một hào nước mênh mông vây quanh khu đất hình vuông rộng lớn, chỉ để một đường vào duy nhất. Tròi thu không xưa ở đây, lính lệ canh gác đêm ngày, tòa huyện đường xưa thấp tè tè, lợp ngói mũi hài, giờ vẫn còn nguyên. Ông Đức Nguyên rồi đến đời Đức Vĩnh đều xử án ở đây. Không biết bao kẻ mắc tội đã bị nọc xa tại nơi này cho lính lệ cầm gậy nện vào lưng. Ngày Vũ Hùng dẫn đoàn biểu tình cướp huyện cũng xông vào đây. Huyện Đường Sờ chỉ làm địa điểm phòng thường trực cho cơ quan. Các tòa nhà lớn bốn tầng đằng sau mới xây dựng mới là chỗ làm việc của ông Bí Thư Chủ tịch. Hai ông già lò dò vào phòng thường trực tham quan huyện Đường Cũ. Hai ông có việc gì đấy, giấy giới thiệu đâu? Ông các cầm vừa xít thuốc lào vừa cất giọng hách dịch. Dạ, vào xin hút nhờ bác bi thuốc lào thôi. Rõ chán chuyện từ nhà quê lên đây tưởng gửi đơn kiện cáo gì hóa ra chỉ hút thuốc lào nhờ vâng đúng thế ạ bác có cái điếu rít nghe giòn tan đức vĩnh hùng lần lượt truyền tay nhau chiếc điếu nhà khói mơ màng thuốc của bác êm thật không xóc tí nào đức vĩnh nhìn không gian cái huyện đường u tối mốc meo qua màn khói thuốc chập chờn bóng hình quan phụ mẫu trẻ tuổi áo gấm bài ngà đầy uy quyền trước mặt khói tan bóng quan huyện cũng tan đời người trôi vèo nhanh theo ngụm khói thuốc bay nếu lịch sử không có cái cảnh chúng cầm cờ tay sách mã tấu xông vào huyện đường và tôi dâng bằng xác thì xã hội bây giờ sẽ như thế nào đức vĩnh hỏi hùng lúc hai người đã ra phố huyện ngồi trong quán nước lịch sử không có chữ nếu chỉ biết lịch sử đã diễn ra như thế bước đường tất yếu của lịch sử là phải như thế các nước tiên tiến họ sướng thật đấy chỉ có cảnh dân cầm lá phiếu đi bầu phe này lên thay phe khác hòa bình không đổ máu thì họ có mấy trăm năm xây dựng nền dân chủ cộng hòa nên thế mới được còn ta chậm hơn thì phải dùng bạo lực và bạo lực đã kéo dài gần nửa thế kỷ hai phe rằng co nhau, xương chất thành núi, máu đổ thành sông. Cuối cùng thì vẫn chỉ là phe này hay phe kia nắm quyền mà thôi, nhân dân thì vẫn cứ là nhân dân. Không đúng, đây là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Là kỳ tích của dân tộc mình đánh đuổi ngoại bang đánh đổ phong kiến phản động giành lấy độc lập. Không có chiến tranh bạo lực, sao giành lại được? Vũ Hùng nghiêm trang uốn nắn Đức Vĩnh, hai ông già cùng cười. Thôi, bánh xe lịch sử đã quay và tất yếu phải như thế đã như thế. Chúng ta còn sống được lại còn dắt nhau đi hồi tưởng lịch sử thế này là quý lắm rồi. Hãy nhìn về phía trước, thích nghi cuộc sống với bối cảnh mới. Ngày tháng 5. Tạm biệt Thạch Sa Trang, Đức Vĩnh và Lan Viên cùng mua vé máy bay vào Sài Gòn ở chơi nhà em gái vài hôm, Đức Vĩnh đi nhận nhà mới của mình. Biệt thự trong khu tân Sơn nhất đã bị tịch thu khi Lữ di tàn và Vĩnh đi tù. Chính quyền đền cho Vĩnh một nơi ở mới. Một buổi kia, hẻm 20 gần chợ Đa Cao, toàn dân xích lô bốc vác bán hàng xong, thấy một ông già về ở trong một gian nhà cấp 4 siêu vẹo tội nghiệp ông già nhà quê, con cháu đâu mà thui thùi một mình, và ngày ngày chắc là lang thang giặt sẹo trên hè phố kiếm miếng ăn. Đức Vĩnh nằm nhìn mái tôn rách nát, nắng tối vào mỉm cười. Sau khi cả đời ngự trong những tòa biệt thự lộng lẫy, đời phải đến lúc ở trong một cái nhà như thế này, đó là công bằng. Không sao, ta không có ý định ở đây lâu, Chính phủ Mỹ đã dàn xếp với chính phủ Việt Nam cho những công chức sĩ quan theo Mỹ sau khi bị tù được phép sang Mỹ định cư đoàn tụ gia đình. Đức Vĩnh nằm trong danh sách này, các thủ tục đang được tiến hành. Nếm thử không gian ổ chuột của Sài Gòn Hoa Lệ, Hòn Ngọc Viễn Đông, thử một cái để càng hiểu thêm giá trị của các villa biệt thự nước Mỹ nơi mình sắp đến. Ngày tháng 5 chiều 30 Tết Nguyên đán, bà Đức Vĩnh nhìn đồng hồ. Cùng giờ này bên Việt Nam sắp sáng, trên nhau 12 giờ. Chỉ một lát nữa là Việt Nam bước vào mùng 1 Tết, pháo sẽ đổ san. Bắt đầu những thời khắc nhiệm màu của năm mới. Người ta thắp hương cúng phái gia tiên, mặc quần áo mới, mừng tuổi trẻ con, rồi đi lễ cụ nhà nhau. Nhưng ở đây bây giờ là chiều 30, cũng nắng vàng rưng rưng Nắng miền Texas cũng sống nắng quê mình. Bà Vĩnh đi ra đi vào gần gơ Bây giờ mới thấy nhà rộng xanh, vườn rộng xanh, buồn bã vắng khoe. Lữ lau nải chuối. Anh bày mâm bũ quà đúng như ở Việt Nam. Chuối xanh quýt cam đỏ, táo hồng, phật thù vàng tươi. Mùi trầm hương thơm ngát, ánh đến lung linh. Bà Vĩnh sắm một bàn thờ nguyên Nga giống hệt ở Việt Nam. Có ngay ỉ sơn son thết vàng, câu đối khảm trai hoành phi vàng chóe đài nậm đình đồng trên cao là hình cụ nghè đức nguyên uy nghi trong bộ triều phục tiến sĩ trên cao nữa là hình vẽ tướng quân cả cồ hình cụ đồ thao bố đẻ của bà mâm cỗ chiều tất niên với gà sống luộc ngậm bông hồng bánh trưng mứt ngũ vị hương bưng lên bà vĩnh vẫn ngang nhung đen áo dài tướng thân màu đồng lầm yếm đò bao sồi đúng như trang phục của cô nhụ con gái cụ đồ thao đẹp như thúy kiều nổi tiếng vùng xa bình thuận an lúc về làm bạn với ông huyện trẻ đức vĩnh từ xa xưa năm nào cũng thế, ở 15 bis Hoàng Lan Hà Nội hay biệt thự trong khu xa binh Tân Sơn nhất Sài Gòn, cứ chiều 30 bà lại quỳ trước bàn thờ xa tiên khấn phái, nước mắt rưng rưng, thương cha nhớ mẹ, cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho ông Đức vĩnh mọi sự hanh thông, cho thằng chóng lữ đích tôn dòng họ giỏi giang nên người, nối nghiệp được cha ông, và cuối cùng thì cho bà mạnh chân khỏe tay quán xuyến việc nhà những buổi chiều ba mươi nắng chạp vàng hoe sưng sưng của xứ Bắc Kỳ còn mãi với bà. Vào đến Sài Gòn sau năm 54, những chiều ba mươi nóng bức, bà phải vặn máy lạnh thật thấp quen với chậu mai vàng quả xưa hấu đỏ và đôi câu đố viết tay mua của thầy tàu chợ lớn. Sang đến Tết Rát Hoa Kỳ, may quá, chiều ba mươi Tết lại có cái nắng sưng sưng như ở Bắc Kỳ, làm bà nguôi ngoai nỗi nhớ miền Kinh Bắc nơi chôn rau cắt rốn Chồng bà đang phải đi tù ở ngoài ấy, người ta bảo đang làm thủ tục để tha và sẽ được sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình. Vấn đề chỉ còn là thời gian, hãy đợi hãy mong. Càng đợi càng mong thì lòng lại càng nhớ về nơi ấy, nhớ cái sinh cơ bát ngát thâm u của cụ đồ thao. Sớm chiều lanh lành tiếng học trò đọc tam tự kinh, ngũ ngôn thi nhớ cái hồ sen mênh mông vườn cổ thụ bến đá nhà cổ thạch gia trang nơi bà về đảm nhận trách nhiệm kề ra nội trợ lữ đem bánh pháo tép ra cửa nhà đốt tạch tạch đùng tạch tạch đùng tiếng pháo vang trong khu vườn vọng ra đường phố nơi một bọn trẻ con tây nô đùa chúng quay lại nhìn chân chân không hiểu chuyện gì xảy ra phải chúng làm sao biết được tiếng pháo tết như trẻ con nước việt chúng chỉ biết màu nến lung linh màu đèn nhấp nhánh trên cây thông noel ngày lễ tạ ơn bánh pháo dài tạch đùng làm thanh động garden thông vàng cả thị trấn này chỉ có gia đình lữ là người việt đang trong nghi thức đón năm mới theo lịch phương đông mấy ông bà hàng xóm mỹ nhìn sang mùi thơm của pháo làm họ gật gù sự lẻ loi trong giây phút này làm bà vĩnh và lữ cảm thấy cô đơn vô hạn phải như hồi ở quê nhà tất cả các nhà đều tạch đùng khói pháo nghi ngút náo nức biết chừng nào đằng này chỉ riêng nhà lữ như người của hành tinh khác lạc đến đây đang cảm xúc với thời gian còn xung quanh thì tò mò quan sát ngôi nhà trong ga đần thông vàng này có thể nói là lý tưởng của đời sống hiện đại lớn đủ tiện nghi vườn cỏ rộng quanh nhà cổ thụ chim bay sập xòe từ gara ô tô lao thẳng ra đường bốn làn xe để đi holston đi căn cứ johnston đại bản doanh của nasa nơi lữ làm việc trong phố người ta ở chật trội trong những dãy nhà liền kề không ngọn cỏ không bóng cây chỉ có bậc đá cửa sắt nhôm kính vây quanh không khí sực nước mùi xăng xe tai chật cứng âm thanh động cơ Bà Đức Vĩnh không phải phàn nàn gì, nhưng sao bà cứ nhớ những ngôi nhà ngói cổ siêu mốc âm u, cửa bức màn, sân gạch bát tràn, hoa viên lan cúc, hồ sen bến đá, nhớ những con đường lát gạch nghiêng chạy quanh co dưới bóng tre sâm mát. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trong garden thông vàng, sao vẫn cứ có một cái gì lạnh lẽo xa lạ vô cảm bà thèm tiếng chó sùa, tiếng gà gáy não nùng trong nắng ban trưa, tiếng ngé con ngé ọ, tiếng trẻ con léo xéo ngoài ngõ, tiếng Việt Nam bồng trầm như chim hót. Ở đây bà chỉ thấy tiếng xe chạy vồ vồ, tiếng thông xeo xào xạc, tiếng speaking English đều đều mà bà không hiểu gì. Bà thành điếc thành câm. Những người Mỹ cao lớn đỏ hồng sôi nổi, còn bà mỏng manh thầm lặng như cái bóng bên cạnh họ. Những bà đầm nặng cả tạ tò mò, nhìn bà già an nam tha hương đến đây lồi thổi như con sẻ lạc giữa bầy phượng hoàng. Bà Vĩnh không thức sao thừa. Thức mà làm gì? Làm gì có tiếng gà sang canh dâm san ngõ xóm? Làm gì có tiếng trống đình cúng thành hoàng vọng đến? Làm gì có tiếng pháo san trời khắc nửa đêm? Cả khu ga đần thông vàng ngủ say như chết, đèn tối om, hai mẹ con bà thức với ai? Sáng hôm sau mộc một Tết, không khí cũng ghẻ nhạt như đêm sao thừa. Lại cả khu ga đần thông vàng, chỉ một chàng pháo lẻ loi nhà lữ. Tiếng một người ngoài đường vọng vào. Người Việt Nam đón Tết theo phong tục của họ đấy. Bà Vĩnh lại cúng xa tiên, mâm cỗ mùng một mộ Tết thịnh soạn, hai mẹ con ngồi ăn, nhưng nào có ăn được đâu, bụng no anh ách. Miếng bánh trưng cổ xưa hành, khúc giò sù bát măng, mỗi thứ đụng đũa một tí. Bà ngồi thần mặt nhớ tuổi thơ trong ngôi nhà ông đồ thao thủa trước. Chợ phiên 28 theo mẹ đi chợ Tết. Gạo nếp trắng tinh, lá xong xanh mướt, gà sống thiến chân vàng, màu đỏ chói. Mẹ xưa đi chợ ngày giáp Tết bán lá thu vàng bán gió đông mẹ mua chút nắng mùa xuân mới đựng trên cỏ má thắm tươi hồng mẹ đựng mưa hoa trên nón trắng bao quanh vạt áo đựng gió trời mẹ bán vầng mây hiu hắt cũ mua chút mây vàng náo nức vui rạng sáng ba mươi tiếng lợn kêu en ép khắp làng tiếng xã sò ký cốp trên hè thúng gạo nếp trắng ngần, giá đỗ vàng tươi, người ta ngồi gói bánh. Ông đồ thao, trải giấy đỏ bên hiên nắng hanh vàng, viết câu đối tết. Đêm ba mươi, nổi bánh trưng sôi xình xịch. Sáng mùng một, ông đồ thao đọc bài văn cúng ngân nga. Lá quét tai ương theo chạp. Cả nhà vào lễ, Tích nhụ con gái yêu của ông Đồ Thao 13 tuổi nhưng cũng thắt dây tà xích váy lĩnh áo xài thắt vạt lon ton chạy đi chạy lại. Vào đây vào đây thầy mừng tuổi cho con gái của thầy nào. Ông Đồ Thao vút mái tóc mềm như nhung của nhụ. Chết thật đấy mới 13 tuổi mà đã bao đám nhòm ngó dạm hỏi. Họ lý sự gái thập tam nam thập lục lấy vợ lấy chồng được rồi bà đồ bảo con không lấy chồng đâu cái nhụ phụng phịu ờ đúng rồi con gái thầy xinh lắm lớn mới lấy chồng còn bây giờ thì phải học con gái cũng phải học như con trai phải biết chút ít chữ nho còn chữ quốc ngữ phải đọc thông viết thạo cái nhụ ôm lấy cổ ông đồ thao con đọc được chữ quốc ngữ rồi nhưng chưa thạo bốn phép tính cộng trừ nhân chia con thuộc cả bản cửu trương rồi. Ờ, con gái thạnh ngoan lắm. Cái nhụ học xong phép tính nhân chia thì lớn phòng và vội vã đi làm bà quan huyện Thuận An. Các thầy lý thầy tránh đều phải cúi đầu trước một đứa trẻ con. Xin chào bà huyện. Ôi, mới đấy đấy, mà giờ tóc đã bạc hết rồi sáng mồng hai tết hai mẹ con bà vĩnh lái xe lên câu lạc bộ việt nam trên houston đã thành lệ những người tha hương sống xứng sở khác sống nòi không chịu nổi sự cô đơn trong ngày tết đổ về đây gặp nhau khuôn viên câu lạc bộ tấp nập bàn ăn răng răng tiệc cấp tay khốn nạn ăn tết việt nam bằng cấp tay tiệc đứng thì còn vị gì nữa nhưng ai có thể tổ chức được từng mâm 4182 ngồi với nhau theo vai vế tuổi tác rồi xót rượu kính cụ bầm cụ được. Đành bày một đống ra đấy rồi mỗi người tay bưng đĩa, tay cầm phóng xét muốn ăn gì thì tự xúc lấy. Vừa đi vừa ăn nhồm nhòm, gặp người này chào người kia tiệc cấp tay với người Việt mình, nó xấu sáng như cướp cháo thí giữa đình làng ngày xưa, tay cầm bát cháo, tay cầm bìa đậu chạy loăng quăng. Ăn cỗ ở nhà quê là phải ngồi từng mâm gắp một miếng, là phải mời chào nhau chán mới gấp Mời bác tơi mời bà nếm thử, xin vô phép bác. Ăn uống nhỏ nhẹ ý tứ. Đằng này, cái tang cất tay là cứ cầm cái xiên chọc cả tàng thịt tọng vào mồm nhanh nhồm nhoàm uống ừng ực vừa nấp vừa chạy nhắng khắp khuôn viên chẳng ai trò chuyện được với ai quá nửa phút đãi bôi một câu khỏe không thế nào bắt tay một cái lại bưng khư khư đĩa thức ăn đầy ổ đi chỗ khác cứ như là ăn mày tranh phần bà vĩnh chán ngán cái cảnh ăn uống mõ sãi này Bọn trẻ con trai con gái còn nằm ngả ngốn trên bãi cỏ vừa ăn vừa đùa nghịch nhau quá chớn. Ở nhà đã chán, đến đây còn chán hơn. Chỉ cái gặp được người hợp cảnh hợp chuyện tâm tình cho đỡ nhớ nhà. Lữ đứng trên bục cao quan sát toàn cảnh khuôn viên. Cả đám người này ở đâu đến đây sinh cơ lập nghiệp trên miền đất Tây bán cầu xa lạ họ như những chiếc lông hồng bị ngọn gió di dân thổi bay vút lên không trung thổi sạt qua đại dương rồi cho rơi xuống mảnh đất hoa kỳ khác lạ một trăm phần trăm so với quê hương của họ mấy mươi năm trước họ ở sau những lũy tre làng êm ả à, ngõ trúc quanh co ao bèo mái dạ vàng tiếng gà chưa não nùng tiếng cu cườm buổi sáng Họ cấy lúa trên đồng trong tiếng chim triền triện hót và gặt lúa tháng 10 vàng mơ khi chim ngói bay về bổ thóc đầu mùa. Rồi chiến tranh tràn đến như một trò chơi, chia họ thành hai phe bắn giết nhau. Một bộ phận họ dạt về phe quốc gia, rồi phe quốc gia thua trận, họ phải bỏ hết nhà cửa ruộng vườn lên tàu há mồm di cư vào Nam ngọn gió cơn bão di dân số một đã thổi đã đưa họ những chiếc lông hồng bay từ bắc vào nam Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.